Bùi Quỳnh Hoa mách ban tổ chức Miss Universe đóng vai nạn nhân trong chiến dịch bạo lực mạng được dàn dựng tại Việt Nam. Những chia sẻ của Bùi Quỳnh Hoa với ban tổ chức Miss Universe đang tạo làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng nước nhà. Hiện tại, thông tin mà cô đưa ra đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cuộc thi Miss Universe 2023 Hoa hậu Hoàng vũ 2023 đang diễn ra tại El Salvador. Các hoạt động mỗi ngày của dàn thí sinh được cập nhật liên tục trên các chuyên trang sắc đẹp, diễn đàn mạng xã hội, trong đó có Bùi Quỳnh Hoa đại diện đến từ Việt Nam. Bùi Quỳnh Hoa bắt đầu hành trình Miss Universe 2023 không mấy suôn sẻ vì vướng phải những lùm xùm đời tư không được khán giả trong nước ủng hộ. Mới đây, thông tin mà Bùi Quỳnh Hoa ghi vào hồ sơ thi Miss Universe đã nhanh chóng gây phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nội dung bản hồ sơ mà Bùi Quỳnh Hoa gửi tới ban tổ chức Miss Universe 2023, Hoa hậu Hoàng vũ 2023 cũng đã được tiết lộ. Ngoài những thông tin về tên tuổi, quê quán, sự nghiệp, thành tích, dự án, thì đại diện Việt Nam đã ghi vào đây câu chuyện bị bạo lực mạng khi đăng quang Hoa hậu. Cụ thể, trong một điều gì khác mà bạn muốn giám khảo biết, Bùi Quỳnh Hoa trình bày, tôi phải đối mặt với bạo lực mạng sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam. Có một chiến dịch giận dữ và tấn công được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm vào tôi. Để vượt qua nó, tôi phải nhắc nhở bản thân về những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra và những khó khăn mà tôi phải đối mặt để đạt được thành công. Tôi thề sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để trở thành người truyền cảm hứng, lan tỏa sự tích cực và lan tỏa tình yêu thương. Nhanh chóng, những chia sẻ này của Bùi Quỳnh Hoa đã gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng nước nhà. Không thể phủ nhận rằng thời điểm đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, Quỳnh Hoa là tâm điểm của các cuộc tranh cãi trên mạng về nghi vấn mua giải và những lùm xùm đời tư trong quá khứ. Tuy nhiên, công chúng không khỏi ngỡ ngàng đặt câu hỏi, ai là người dàn dựng kỹ lưỡng chiến dịch tấn công Bùi Quỳnh Hoa, trong khi chính cô phải lên tiếng thừa nhận và xin lỗi vì hành động của mình. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều netizen cho rằng Bùi Quỳnh Hoa đang tỏ ra mình là nạn nhân dù chẳng hề vô tội. Sau một thời gian xảy ra nhiều lùm xùm sau đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, khán giả đang dần nguôi ngoai sau lời xin lỗi và có chiều hướng thay đổi thái độ khi thấy Bùi Quỳnh Hoa chuẩn bị chỉnh chu xuất hiện đẹp ở quốc tế, thì hành động tự nhận mình là nạn nhân bạo lực mạng lại khiến những hình ảnh câu chuyện không hay của cô bị khơi dậy lần nữa trong sự bất bình. Khán giả đã không ủng hộ nay lại càng mất thiện cảm hơn. Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, quê quán Hà Nội. Cô cao 1m75, có số đo 86-60-93. Trước khi giành chiến thắng ở Miss Universe Việt Nam 2023, người đẹp từng đạt Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018, top 45 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, siêu mẫu quốc tế 2022. Tưởng chừng sẽ nhận được sự đồng tình, thế nhưng kết quả của Bùi Quỳnh Hoa tại Miss Universe Việt Nam 2023 lại vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Theo đó, nhiều người cho rằng dù có vẻ ngoài ấn tượng và bề dày kinh nghiệm, thế nhưng người đẹp sinh năm 1998 không phải là người có phản ứng xử tốt. Cụ thể, thành ngữ thắng không kêu bại không nản lại được Bùi Quỳnh Hoa biến tấu thành thắng không kêu bại không chảnh. Bên cạnh đó, dù chọn ứng xử song ngữ Anh Việt, thế nhưng trong suốt 39 giây trả lời, Bùi Quỳnh Hoa chỉ bắn tiếng Anh khoảng 9 giây cuối cùng. Chỉ sau 24 giờ đăng quang, Bùi Quỳnh Hoa đã nhận phải hàng loạt kiếp nạn. Không những vậy, tân Miss Universe Việt Nam 2023 còn bị công chúng gửi đến tổ chức Miss Universe yêu cầu xem xét lại kết quả. Cô còn bị tố bạo lực học đường, hít bóng cười. Sau đó, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam cho biết Bùi Quỳnh Hoa hít bóng cười là thật. Song sự việc diễn ra 10 năm trước, Bùi Quỳnh Hoa khi đó dưới 18 tuổi. Đến nay, Hoa hậu cũng đã nhận ra các bài học, ân hận về hành vi nên không thay đổi kết quả cuộc thi. Ban tổ chức Miss Universe Việt Nam cũng thông báo kết luận từ Miss Universe, khẳng định không có sự gian lận trong kết quả đăng quang của Bùi Quỳnh Hoa. Phía Miss Universe đánh giá cuộc thi là minh bạch sau khi nhận được giải trình từ ban tổ chức, trong đó có bảng chấm điểm của ban giám khảo và quá trình xác thực hồ sơ thí sinh.